Hello mọi người, đây là sản phẩm viên nghề mật ong của thương hiệu Thảo Mộc 37 là sản phẩm viên nghề mật ong đầu tiên tại thị trường Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép lưu hành rộng rãi cũng như được công ty dược sản xuất theo dây chuyền khép kín hiện đại áp dụng công nghệ Nhật Bản và sản phẩm này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc điều trị các bệnh về dạ dày đại tràng ở hơi, ở chua, viêm đất dạ dày, co thắt đại tràng những ai da bị nám sạm tàn nhang hay là phụ nữ sau sinh thiếu máu, hoa mắt chóng mặt, đứng lên ngồi xuống xa sầm mặt mày thì dùng cái sản phẩm này hiệu quả luôn và cam kết rằng những ai bị đau dạ dày đau đại tràng dùng cho em 2 tuần là thấy thuyên giảm từ 60 đến 80 rồi một ngày chúng ta sẽ ăn 3 bữa sáng trưa và tối trước bữa ăn mỗi ngày ăn mỗi lần độ 4 đến 5 viên kẹo như thế này rất là dễ ăn đây là sản phẩm đầu tay của thảo mộc 37 nó là rất nổi tiếng trên thị trường hiện nay cũng như là 3 năm qua rồi chưa bao giờ hết hot một hộp như thế này giá là 350.000 giảm còn có 300.000 và đồng thời được tặng một lọ cao tinh nghệ sữa ông chúa đắp mặt nạ chị mụn mờ thâm nám ngoài ra chị giá là 175.000 nha hộp cao tinh nghệ này cũng rất là nổi tiếng trong việc đắp mặt nạ này chúng ta sẽ đắp vào buổi tối trước khi đi ngủ à, rửa mặt sạch bằng nước ấm sau đấy chúng ta sẽ đắp một lớp mỏng lên da à, đắp khoảng 30 phút là chúng ta rửa mặt sạch đi và cái sản phẩm này nó an toàn và nổi tiếng đến mức là có thể ăn được luôn cả nhà nhá an toàn lắm luôn và đắp thì một hộp như thế này là đắp được khoảng 2 tháng một hộp này giá là 175 000 Ngày hôm nay những ai mua viên nghệ bật ong ở trên cái clip này của em với cái giá là 350 000 này giảm còn 300.000 và được tặng luôn một lọ cao tinh nghệ sữa ông chúa 175.000 miễn phí ship trên toàn quốc. Combo này 525.000 giảm còn có 300.000 miễn phí ship thôi. Đau dạ dày, đau đại tràng dùng cho em sáng, trưa và tối mỗi lần 3 đến 4 đến 5 viên và ăn rất là ngon, ăn trước bữa ăn mỗi ngày và sau từ 2 tuần đến 3 tuần là thuyên giảm từ 60 đến 80%. Không thuyên giảm bên em hoàn tiền 100% luôn. Da rẻ, xanh sao, nám sạm tàn nhang đồi mồi dùng sản phẩm này bên trong cơ thể và kết hợp với đắp mặt nạ này thì vô cùng tuyệt vời luôn một liệu trình như thế này da chúng ta sẽ đẹp từ 60 đến 80% cam kết da không trắng sáng không mờ nám sạm bên em hoàn tiền luôn nhé và những ai mua hàng để lại số điện thoại trên cái clip này để được khuyến mại miễn phí ship luôn một hộp như thế này giá niêm yết của công ty mã vạch check là 350.000 này Ngày hôm nay những ai mua hàng thì chúng ta sẽ được mua với giá là 300.000 thôi Tặng một lọ cao tinh nghệ sữa ông chú 175.000 Miễn phí ship trên toàn quốc Những ai mua hàng comment cho em số điện thoại ngay Để chúng ta sẽ được miễn phí ship, được khuyến mại nhé Xin chào, bye bye